Chào các em, ở bài học trước chúng ta đã biết hợp chất hữu cơ là những hợp chất của carbon. Vậy phân tử hợp chất hữu cơ có đặc điểm cấu tạo như thế nào? Đây là nội dung của bài học hôm nay, bài 35, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Bài học hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ với 3 đề mục. Thứ nhất, hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử. Thứ hai, mạch carbon. Thứ ba, trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Và cuối cùng là công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ. Khi tìm hiểu đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ thì các em cần lưu ý hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác. Ví dụ, nói clo có hóa trị 1, có nghĩa là clo tạo được một liên kết. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử. Ví dụ, trong hợp chất hữu cơ thì nguyên tố carbon nó có hóa trị 4, như vậy nó tạo được 4 liên kết. Xung quanh C sẽ có 4 nét gạch, còn hydro hóa trị 1. Vậy nó tạo được 1 liên kết nên xung quanh H chỉ có 1 nét gạch. Oxy hóa trị 2 tạo được 2 liên kết nên xung quanh oxy có 2 nét gạch. Dựa vào điều đó, ta có thể biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Ví dụ, với phân tử CH4 thì carbon có hóa trị 4, xung quanh carbon sẽ có 4 nét gạch. Hydro hóa trị 1 tạo được 1 liên kết đối với carbon. Tương tự, CH3Cl thì xung quanh carbon cũng có 4 nét gạch. Clo hóa trị 1 sẽ tạo 1 liên kết với carbon. Còn lại xung quanh carbon 3 nét gạch sẽ nối với 3 nguyên tử hydro. Tiếp theo, CH3OH thì carbon hóa trị 4, hydro hóa trị 1, còn oxy hóa trị 2. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ cho carbon liên kết với oxy. Sau đó chúng ta sẽ bổ sung liên kết với hydro, đảm bảo xung quanh carbon sẽ có đủ 4 nét gạch, xung quanh oxy 2 nét gạch và hydro là có 1 nét gạch. Vận dụng kiến thức vừa có được, hãy chỉ ra những chỗ sai trong cách biểu diễn sau và viết lại cho đúng. Như đã biết, trong hợp chất hữu cơ thì carbon có hóa trị 4, tạo được 4 liên kết, như vậy xung quanh C sẽ có 4 nét gạch. Trong trường hợp này, xung quanh C có 5 nét gạch là dư 1 liên kết. Oxy hóa trị 2 tạo được 2 liên kết, xung quanh oxy sẽ có 2 nét gạch, nhưng trong trường hợp này, oxy chỉ có 1 nét gạch. Vậy oxy thiếu 1 liên kết. Còn hydro hóa trị 1 tạo được 1 liên kết, xung quanh H có 1 nét gạch. Để sửa lại cho đúng, chúng ta sẽ chuyển liên kết dư của carbon sang cho oxy. Lúc này, xung quanh carbon sẽ có 4 nét gạch. 3 nét gạch sẽ nối với 3 nguyên tử H, nét gạch còn lại nối với nguyên tử O. Oxy có 2 nét gạch, 1 nét gạch là nối với C, nét còn lại nối với H. Như vậy, chúng ta đã biểu diễn đúng công thức trên. Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch carbon. Có 3 loại mạch carbon là mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng. Mạch thẳng là tất cả các nguyên tử carbon sẽ liên kết với nhau liên tục, không khép kín. Còn mạch nhánh là có sự phân nhánh trong liên kết giữa các nguyên tử carbon. Mạch vòng là các nguyên tử carbon liên kết với nhau tạo thành vòng khép kín. Ví dụ như ở trường hợp này thì 4 nguyên tử carbon liên kết với nhau tạo thành vòng hình vuông. Làm thế nào phân biệt mạch thẳng và mạch nhánh? Mạch thẳng hay còn gọi là mạch không phân nhánh. Ví dụ chúng ta có 4 nguyên tử carbon liên kết với nhau thành một đường thẳng thì chúng ta dễ dàng nhận ra đây là mạch thẳng. Nhưng nếu bẻ các nguyên tử carbon ở đầu mạch xuống dưới hoặc lên trên thì các cách viết này cũng biểu diễn mạch thẳng. Bởi vì khi chúng ta nối các nguyên tử carbon lại, chúng ta có được một đường liên tục. Vậy, ba cách viết này đều là dạng mạch thẳng. Mạch nhánh xuất hiện khi chúng ta chuyển một nguyên tử carbon vào liên kết với carbon bên trong mạch. Thì dù đặt liên kết ở bên dưới hay đặt liên kết ở bên trên, hai cách viết này như nhau đều biểu diễn dạng mạch nhánh. Vậy, mạch thẳng khi nào?
khi chúng ta nối các nguyên tử carbon lại thành một đường liên tục, còn mạch nhánh thì không. Và các em chú ý, ở hai trường hợp này chúng ta đều có 4 carbon và 10 hydro, nhưng hai trường hợp này là biểu diễn hai chất khác nhau. Tại sao như vậy? Tại vì trật tự liên kết giữa các nguyên tử khác nhau. Vậy nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử. Ví dụ, khi nói đến rượu ethanol thì trật tự liên kết trong phân tử sẽ là carbon liên kết với carbon, sau đó liên kết với oxy. Phân tử này có 2 nguyên tử carbon, 6 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử oxy. Chúng ta có một chất khác cũng có 2C, 6H và 1O, nhưng đó là dimethyl ether. Khi nói đến phân tử dimethyl ether thì trật tự liên kết trong phân tử của nó sẽ là nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử oxy và liên kết với nguyên tử carbon. Như vậy, cùng có 2 nguyên tử carbon, 6 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử oxy, nhưng trật tự liên kết giữa các nguyên tử khác nhau sẽ tạo ra những chất khác nhau. Vậy, những kết viết nào sau đây biểu diễn cùng một chất? A, B, C, D. Chúng ta có 4 trường hợp. Để xác định được trường hợp nào biểu diễn cùng một chất thì chúng ta sẽ dựa theo trật tự liên kết giữa các nguyên tử có trong phân tử. Cụ thể ở đây là trật tự liên kết giữa nguyên tử carbon và nguyên tử oxy. Ở trường hợp A, chúng ta có nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử carbon, sau đó liên kết với nguyên tử oxy. B là carbon liên kết với oxy, sau đó liên kết với carbon. C, chúng ta có nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử carbon, sau đó liên kết với nguyên tử oxy. D là nguyên tử carbon liên kết với oxy, sau đó liên kết với nguyên tử carbon. Vậy dễ dàng nhìn ra được là A và C có trật tự liên kết giống nhau. Carbon liên kết với carbon, sau đó liên kết với oxy. Vậy A với C biểu diễn cùng một chất. Còn B với D thì trật tự liên kết là carbon liên kết với oxy, sau đó liên kết với carbon, giống nhau. Vậy B và D biểu diễn cùng một chất. Các cách viết này còn được gọi là công thức cấu tạo. Vậy công thức cấu tạo là gì? Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo. Ví dụ, công thức cấu tạo của metan thì chúng ta thấy xung quanh carbon có 4 nét gạch biểu diễn 4 liên kết với 4 nguyên tử hydro, viết gọn lại là CH4. Còn rượu ethylit thì nguyên tử carbon thứ nhất có 4 liên kết, trong đó 3 liên kết với 3 nguyên tử hydro, liên kết còn lại với nguyên tử carbon tiếp theo. Nguyên tử carbon thứ hai này cũng có 4 liên kết, 1 liên kết với carbon, 1 liên kết với oxy và 2 liên kết với hydro. Oxy cũng tạo 2 liên kết, 1 liên kết với carbon và 1 liên kết với hydro. Khi viết gọn lại thì chúng ta có CH3 gạch nối CH2 gạch nối OH. Từ cách viết gọn này chúng ta thấy khi viết gọn công thức cấu tạo thì chúng ta không thể hiện liên kết của hydro. Ví dụ, ở trường hợp rượu ethylit này, carbon đầu tiên liên kết với lại 3 hydro, mình viết gọn lại thành CH3. Gạch nối với carbon thứ hai, carbon thứ hai liên kết với 2 hydro, mình viết gọn lại là CH2. Gạch nối với oxy, oxy này liên kết với 1H, viết gọn lại là OH. Vậy để củng cố bài học, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một số bài tập sau đây. Bài tập thứ nhất, hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử sau: C2H5Cl và C2H6O. Với C2H5Cl thì carbon có hóa trị 4, nó sẽ tạo được 4 liên kết. Xung quanh C sẽ có 4 nét gạch. Hydro hóa trị 1 tạo được 1 liên kết, xung quanh H sẽ có 1 nét gạch. Clo hóa trị 1,
tạo được một liên kết nên xung quanh CL sẽ có một nét gạch. Để viết công thức cấu tạo, đầu tiên chúng ta sẽ cho các nguyên tử carbon liên kết với nhau tạo thành mạch carbon. Sau đó chúng ta sẽ cho nguyên tử clo tạo một liên kết với carbon và cuối cùng bổ sung liên kết với hydro. Sao cho đảm bảo xung quanh carbon sẽ có 4 nét gạch, xung quanh H một nét gạch và xung quanh CL có một nét gạch. Với C2H6O tương tự, carbon có hóa trị 4 sẽ tạo được 4 liên kết, xung quanh carbon sẽ có 4 nét gạch. Hydro hóa trị 1 tạo được một liên kết, xung quanh H có một nét gạch. Oxy có hóa trị 2 tạo được 2 liên kết, xung quanh oxy sẽ có 2 nét gạch. Đầu tiên chúng ta cũng cho hai nguyên tử carbon liên kết với nhau tạo thành mạch carbon. Sau đó cho carbon liên kết với oxy và cuối cùng là bổ sung thêm liên kết với hydro. Đảm bảo xung quanh carbon có 4 liên kết, có 4 nét gạch. Oxy có 2 liên kết, có 2 nét gạch. Còn hydro có 1 liên kết, có 1 nét gạch. Chú ý với oxy thì do oxy có hóa trị 2 tạo được 2 liên kết nên chúng ta có thể đem oxy vào giữa hai nguyên tử carbon. Lúc này oxy sẽ tạo hai liên kết với hai nguyên tử carbon và mỗi nguyên tử carbon sẽ tạo 3 liên kết với 3 nguyên tử hydro. Vậy C2H6O có hai công thức cấu tạo. Bài 2. Viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử C3H6, C5H10. Với C3H6, chúng ta có 3 nguyên tử carbon. Chúng ta sẽ cho 3 nguyên tử carbon này liên kết với nhau tạo thành vòng tam giác, sau đó bổ sung thêm liên kết với hydro, đảm bảo xung quanh carbon nó sẽ có 4 liên kết, xung quanh mỗi C là có 4 nét gạch. Với C5H10 thì chúng ta sẽ cho 5 nguyên tử carbon liên kết với nhau tạo thành vòng lục giác, sau đó bổ sung liên kết với hydro, đảm bảo xung quanh carbon sẽ có 4 nét gạch và H thì có 1 nét gạch. Vậy đây là công thức dạng mạch vòng của C3H6 và C5H10. Bài tập 3. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có dạng đầy đủ và thu gọn của chất có công thức phân tử là C4H10. Khi viết công thức cấu tạo đầy đủ của C4H10, đầu tiên chúng ta sẽ cho các nguyên tử carbon liên kết với nhau tạo thành mạch carbon ở dạng mạch thẳng, sau đó sẽ bổ sung liên kết với hydro. Sao cho đảm bảo mỗi carbon là 4 liên kết, tức là xung quanh C sẽ có 4 nét gạch. Khi viết công thức cấu tạo thu gọn thì chú ý là chúng ta sẽ không thể hiện liên kết của hydro. Như vậy carbon đầu tiên liên kết với 3H, chúng ta viết gọn lại là CH3. Gạch nối với carbon thứ hai liên kết với 2H, viết gọn lại là CH2. Gạch nối với carbon thứ ba cũng liên kết với 2H, viết gọn lại là CH2. Và gạch nối với carbon cuối cùng có liên kết với 3H, viết gọn lại là CH3. Vậy công thức thu gọn của mình sẽ là CH3 gạch nối CH2 gạch nối CH2 gạch nối CH3. Với phân tử có 4 nguyên tử carbon trở lên thì chúng ta có thể viết mạch nhánh bằng cách chuyển một nguyên tử carbon vào trong liên kết với carbon ở giữa mạch. Sau đó chúng ta cũng bổ sung nguyên tử hydro vào các liên kết. Sao cho mỗi carbon là có 4 liên kết, tức là xung quanh mỗi carbon có 4 nét gạch. Khi viết công thức cấu tạo thu gọn cho trường hợp này thì mấy em chú ý cái carbon đầu tiên nó liên kết với lại 3H, viết gọn lại là CH3. Gạch nối với carbon tiếp theo liên kết với 1H, viết gọn lại là CH. Sau đó gạch nối với carbon tiếp theo có 3H, viết gọn là CH3. Và cuối cùng mạch nhánh của mình carbon này cũng liên kết với lại 3H, viết gọn lại là CH3. Như vậy, với công thức phân tử C4H10 thì chúng ta có hai dạng công thức cấu tạo. Bài học đã kết thúc. Các em về nhà đọc thêm sách giáo khoa từ trang 109 đến trang 111 để hiểu thêm về bài học ngày hôm nay.
Sau đó làm bài tập 1, 2, 3, 4 trên 112 sách giáo khoa để củng cố lại kiến thức. Chúc các em học tốt!